anh đã sống những đêm ngoài kia biên du bờ ca. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá, ngàn câu hát yên bình. Anh đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa em. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Em ở đây giờ này, ước gì anh được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Anh xa em đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Ok, bây giờ em sẽ test cái phần ba cái set cho anh em nghe. Sẽ chuyển sang radio em ha. Và đây là cái phòng giờ đài này. Phải đưa mình một cái bộ đồ phù hợp để đi tiến hành đi coi em đi làm. Đây sẽ là tên ha. Đặc biệt mà chúng ta chọn một bộ trang phục dạng dress code như là quần tây, áo sơ mi, giày dress ấy. Nó rất là quen thuộc với giới. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.